Được rồi nha các bác. Con này khoảng 3 lạng. Rồi thêm một con nữa. 3 lạng nữa. 3 lạng 2. Còn đây là dụng cụ bắt rắn của chúng tôi. Thì ở clip trước thì tôi cũng đã nói sơ qua về dụng cụ bắt rắn của chúng tôi. Và chúng tôi chỉ có bắt những con đạt kích cỡ thôi, chứ những con nhỏ hơn chúng tôi không có bắt, để cho mùa xe nó lớn. Thì chủ yếu soi là soi trên cây thế này, nó ngủ nó sẽ phanh.